Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây 60 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1954, 20 tháng 7 năm 2014, Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết với những nội dung quan trọng như đình chỉ chiến sự, lập lại duy trì và củng cố hòa bình, tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Lịch sử Việt Nam bước sang một giai đoạn mới và nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Genève, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại sự kiện đặc biệt quan trọng này. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva về chấm dứt chiến sự và lập lại hòa bình ở Đông Dương khai mạc. Hội nghị có 9 bên tham dự là Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào và Campuchia. Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn chính phủ Việt Nam dự hội nghị. Ngày 10 tháng 5 năm 1954, tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đưa ra lập trường 8 điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đồng thời nhấn mạnh quân đội nước ngoài phải rút khỏi ba nước Đông Dương. Ngày 25 tháng 5 năm 1954, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa ra hai nguyên tắc cho vấn đề đình chiến là ngừng bắn hoàn toàn trên toàn cõi Đông Dương và điều chỉnh vùng trong mỗi nước, trong từng chiến trường. Ngày 27 tháng 5 năm 1954, đoàn Pháp đồng ý lấy đề nghị của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa làm cơ sở thảo luận, nghiên cứu việc chia ranh giới những khu vực tập trung quân ở Đông Dương. Sau nhiều lần đàm phán, đúng 24 giờ ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết. Tiếp đến là các hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào, Campuchia. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hội nghị Geneva về Đông Dương họp phiên toàn thể, ra tuyên bố cuối cùng gồm 13 điểm, trong đó điều khoản các nước tham gia Hội nghị Geneva cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Trong gần 3 tháng đầu mùa hè năm 1954, hội nghị lập lại hòa bình ở Đông Dương diễn ra căng thẳng tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Bên bản hội nghị thì ngoài những nước trực tiếp liên quan tới Đông Dương là Việt Nam, Lào, Campuchia và Pháp, có sự có mặt của những cường quốc lớn tự gánh lên mình trọng trách giải quyết các mối xung đột của thế giới. Có thể điểm mặt Liên Xô, Mỹ, Anh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Pháp bước vào hội nghị Geneva với tâm thế tả tơi của kẻ sắp bại trận. Chiến bại đầu tháng 5 năm 1954 tại Điện Biên Phủ là đỉnh điểm cuộc chiến tranh tốn kém, hao mòn sức người sức của Pháp ở Đông Dương. Một con đường ra khỏi chiến tranh Đông Dương là điều nước này tìm kiếm. Tại Geneva, Pháp giữ lập trường mềm, không quá nhiều yêu sách đòi hỏi. Anh không có quyền lợi ở Đông Dương, và điều nước này muốn đơn giản là một giải pháp hòa bình nhanh chóng để ngăn chặn không cho chiến tranh lây lan sang các khu vực khác trên thế giới. Mỹ, nước đang cung cấp cho Pháp tới 40% vật lực cho cuộc chiến Đông Dương, không muốn hòa bình ở Đông Dương lặp lại với những điều kiện không như mong đợi của Mỹ. Tổng thống Mỹ thời bấy giờ, ông Dwight Eisenhower tin vào học thuyết Domino. Nếu không ngăn chặn chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, lý tưởng này sẽ lan nhanh ra khắp các nước châu Á khác, vốn cũng đang đi tìm một con đường độc lập như Việt Nam. Bởi vậy, bên bàn đàm phán, Mỹ giữ lập trường cứng rắn, không thỏa hiệp. Liên Xô là nước đề xuất tổ chức hội nghị Geneva với những mục đích ban đầu không phải là hòa bình cho Đông Dương hay bán đảo Triều Tiên. Nước này đề xuất họp hội nghị Geneva để giải quyết khúc mắc với các nước phương Tây về các vấn đề an ninh ở châu Âu, đặc biệt là vận động ngăn cản sự ra đời của Cộng đồng Quốc phòng châu Âu EDC. Tại hội nghị Geneva, Liên Xô cũng quyết tâm gây dựng ảnh hưởng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên chính trường quốc tế. Liên Xô đã vận động các cường quốc khác để Trung Quốc có ghế bên bàn họp về vấn đề hòa bình Đông Dương với lý do châu Á không thể có hòa bình nếu không có sự ủng hộ của Trung Quốc. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến Geneva với những tham vọng lớn mà trọng tâm không phải hòa bình Đông Dương. Do áp lực từ Mỹ, Liên Hợp Quốc khi đó vẫn công nhận Đài Loan mới là chủ nhân chính thức của vị trí thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trung Quốc trông chờ vào việc thể hiện bản thân ở Geneva để giành lại ảnh hưởng, cũng như giành lấy vị trí trong Hội đồng Bảo an. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng khai thác yếu tố bất đồng giữa Mỹ và Pháp trong vấn đề Đông Dương, nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Cả Liên Xô và Mỹ vào thời điểm đó đều có mục đích hòa hoãn tạm thời với phương Tây. Với Liên Xô là để tìm một hướng đi ngoại giao mới. Với Trung Quốc là để tập trung phát triển kinh tế, tiến lên thành cường quốc cạnh tranh với Mỹ.
tại hội nghị Geneva, Liên Xô và Trung Quốc đã đề xuất và dùng những ảnh hưởng có được từ việc viện trợ giúp Việt Nam trong chiến tranh để gây áp lực thuyết phục Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấp nhận giải pháp chia cắt tạm thời đất nước ở vĩ tuyến thứ 17. Điều này đã mang lại một hòa bình chóng vánh cho Đông Dương, thể hiện thiện chí nhượng bộ của Liên Xô và Trung Quốc trước phương Tây và nâng cao vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Nhưng vết cắt ở vĩ tuyến thứ 17 sau đã trở thành vết thương nhức nhối trên cơ thể Việt Nam. Và phải đến 20 năm sau, vết thương ấy mới ngừng chảy máu. Thắng lợi của Hiệp định Geneva là bài học kinh nghiệm sâu sắc, là nền tảng để tiếp nối những thành công của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng trong giai đoạn hiện nay. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, Hội nghị Geneva về chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình ở Đông Dương khai mạc. Đoàn Việt Nam bước vào quá trình đàm phán tại Hội nghị Geneva với không ít những khó khăn, bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia vòng đàm phán quốc tế, kinh nghiệm đàm phán non trẻ, tiềm lực và vị thế chưa được khẳng định trên trường quốc tế, nên phải chịu sự chi phối từ các thành viên tham gia đàm phán là các cường quốc lớn của thế giới. Vì vậy, kết quả đàm phán của đoàn Việt Nam tại Geneva chỉ đạt là giải phóng được hoàn toàn miền Bắc đến vĩ tuyến 17, là cơ sở hậu phương vững chắc để tiến tới giải phóng thống nhất đất nước sau này. Mặc dù thắng lợi của Geneva mới đạt được ở mức nhất định, nhưng từ Geneva, thế giới đã công nhận về độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và bài học kinh nghiệm mà Geneva để lại có giá trị và sức sống cho tới hiện nay, đặc biệt trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi Geneva đã đặt ra vấn đề của thời đại, đó là việc ứng xử trong quan hệ giữa nước nhỏ và nước lớn về vấn đề bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Lịch sử nó lại vận hành để rồi những cái mối quan hệ chiến lược các nước lớn ấy nó luôn luôn muốn chi phối các nước nhỏ. Vì thế điều quan trọng nhất của chúng ta là gì? Luôn luôn có đường lối độc lập tự chủ. Nhưng độc lập tự chủ cũng còn có nghĩa là chúng ta biết cách khai thác những cái hoàn cảnh quốc tế có lợi nhất cho mình, và đương nhiên có những mục tiêu chung của cái sự tiến bộ xã hội nữa, để mà chúng ta bảo vệ cái nền độc lập tự chủ của mình. Theo ông Nguyễn Khắc Huỳnh, nguyên đại sứ Việt Nam, thành viên của vòng đàm phán Hiệp định Paris, một trong những nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của Geneva, đó là nhờ sức mạnh tổng hợp dân tộc. Và trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền hiện nay, yếu tố về sức mạnh dân tộc vẫn cần được phát huy. Bài học Geneva đến bây giờ đây vẫn còn có ý nghĩa. Để ngoại giao, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cũng gắn với quân sự, gắn với cảnh giác của toàn dân, gắn với cái sẵn sàng chiến đấu toàn dân. Làm sao toàn dân ta phải một lòng nhất tề đấy, chống cái can thiệp và uy hiếp của Trung Quốc. Muốn có thế mạnh để mà bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phải có sức mạnh toàn dân. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam đã tham gia đàm phán để yêu cầu Pháp chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, và Việt Nam đã giành thắng lợi. Và trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền hiện nay, đàm phán ngoại giao tiếp tục là phương pháp cần được áp dụng. Thời gian dù có đi bao nhiêu chăng nữa, thì một cái điều bất biến là cái quyền độc lập, cái quyền thiêng liêng của chúng ta, chủ quyền thiêng liêng của chúng ta đó là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu và đã tốn biết bao nhiêu trí tuệ để mà giành được cái công nhận đó của thế giới. Nhưng mà tiếc rằng, ở trong một cái thế giới đầy phức tạp này, thì rất là nhiều nước đã vi phạm những cái sự cam kết một cách trịnh trọng ở Geneva và ở Paris, nhưng mà họ vẫn vi phạm những cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Do đó nên là chúng ta không được lơi lỏng mà phải dùng mọi biện pháp có thể. Và trong hoàn cảnh ngày nay thì hết sức cố gắng dùng những biện pháp hòa bình bằng những biện pháp ngoại giao để mà bảo vệ cái độc lập chủ quyền đó. Thắng lợi của Hiệp định Geneva là thắng lợi vẻ vang của nền ngoại giao cách mạng non trẻ của nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và 60 năm trôi qua với nhiều biến cố thăng trầm, nhưng bài học quý báu của Geneva vẫn còn nguyên giá trị, là động lực
để Việt Nam tiếp tục sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, 60 năm đã qua đi, tình hình thế giới và khu vực cũng như vị thế của Việt Nam đã rất khác. Tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước. Hòa bình, hợp tác và phát triển đã trở thành xu thế và khát vọng to lớn. Tuy nhiên, những tác động phức tạp của tình hình thế giới luôn biến động xoay vần, vẫn đặt ra những thách thức không nhỏ đến an ninh và phát triển của đất nước ta nói chung và mặt trận đối ngoại nói riêng. Và để hiểu rõ hơn về điều này thì chương trình thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Vâng, xin kính chào ông. Trước hết xin được cảm ơn ông chúng tôi. Thưa ông, đầu tiên thì xin ông có thể cho biết ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Geneva năm 1954 là gì ạ? Là một cái sự kiện nó mang tính chất bước ngoặt. Đất nước chúng ta thì dưới thực dân Pháp thì chúng ta chỉ có một cái mong ước là được công nhận là một quốc gia, một đất nước độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng mà cái điều này thì chúng ta phấn đấu và trong một thời gian dài thì đến lúc này là lúc chúng ta đạt được. Và không những Pháp mà tất cả cường quốc, những nước tham gia cái hội nghị này đều thừa nhận cái nền độc lập của chúng ta, một nước Việt Nam tức là độc lập mà thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Lần đầu tiên sau 80 năm thì quân đội nước ngoài đã cam kết là rút khỏi Việt Nam, đây là quân đội thực dân Pháp cam kết rút khỏi Việt Nam. Còn riêng đối với lĩnh vực ngoại giao thì đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia và chúng ta tự quyết định cái vận mệnh của mình. Thế còn nếu mà nói về quốc tế mà nói thì đây là cũng là lần đầu tiên một nước nhỏ qua cái đấu tranh kiên cường của mình và coi cái nền độc lập mà là một cái giá trị thiêng liêng nhất của dân tộc mình, thì chúng ta đã chiến đấu, đã giành thắng lợi và mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của cả thế giới. Thưa ông, từ hội nghị Geneva năm 1954 thì chúng ta đã đi những cái bước tiếp theo như thế nào để có thể đạt được Hiệp định Paris và đồng thời nhận được cái sự ủng hộ của bạn bè quốc tế? Chúng ta biết rằng là với cái Hiệp định Geneva thì chúng ta mới đạt một nửa yêu cầu, tức là chúng ta mới giành được một nửa đất nước, và cái chặng đường đấu tranh để giành hoàn toàn độc lập, một đất nước độc lập và thống nhất là còn kéo dài, và chúng ta biết rằng là phải 20 năm sau chúng ta mới đạt được. Nhưng mà cái cuộc đấu tranh ở Geneva nó mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái bài học quý giá, mang lại cho chúng ta rất nhiều những kinh nghiệm. Bởi vì nếu mà chúng ta không tự quyết định cái vận mệnh của mình mà để cho cái vận mệnh của mình cho các nước lớn, mà các nước lớn dù trong đó có rất nhiều nước là bạn của chúng ta thì họ vẫn có những lợi ích riêng. Cho nên nếu mà họ mà thu xếp với nhau mà đằng sau lưng chúng ta thì rõ ràng đây là điều hết sức bất lợi. Cho nên là chúng ta có một bài học, tức là về độc lập, tự chủ, và chúng ta tự quyết định vận mệnh của mình. Và sau đó thì về mặt củng cố lực lượng thì chúng ta có một nửa nước thôi. Cho nên là chúng ta xây dựng miền Bắc để làm cái cơ sở hay là làm cái hậu phương vững mạnh cho giải phóng miền Nam. Và chúng ta chuẩn bị lực lượng tại chỗ ở miền Nam nữa để mà sau này có một cái chiến thắng cuối cùng vào năm 1975. Và hơn nữa thì về mặt quốc tế thì chúng ta đã có kinh nghiệm, tức là chúng ta tận dụng cái sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp, hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Chính vì thế mà chúng ta đã đưa cái cuộc chiến tranh này không phải là chỉ diễn ra trên đất nước Việt Nam mà đưa đến tận nước Mỹ sau khi mà Mỹ xâm chiếm miền Nam nước ta, và trở thành một phong trào toàn thế giới ủng hộ Việt Nam. Và chúng ta tạo nên một sức mạnh, và nếu mà một mình chúng ta thì chắc chắn chúng ta không thể giành được một cái thắng lợi vẻ vang như vậy. Thưa ông, bài học của Hiệp định Geneva được áp dụng như thế nào trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi mà Trung Quốc đã có những cái hành động gây hấn ở trên Biển Đông? Ngành ngoại giao nói riêng cũng như là cái nền ngoại giao của đất nước ta nói chung thì chúng ta đã dày dạn trong được tôi luyện trong cả một quá trình lịch sử từ khi mà dựng nước đến giờ, nhất là trải qua hai cuộc kháng chiến. Cho nên là chúng ta đã luôn luôn kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái sức mạnh của chính chúng ta, cái nội lực của chính chúng ta, và đồng thời là chúng ta phát động được một cái sự ủng hộ quốc tế. Thì vừa rồi khi mà cái việc mà Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, thì rõ ràng là chúng ta một lần nữa chúng ta đã thực hiện cái kinh nghiệm này. Chúng ta phối hợp giữa thực địa với lại những cái đấu tranh truyền thông, không phải là chỉ trong nước
mà chúng ta phát động bên ngoài. Và chúng ta, tôi theo dõi, tôi thấy là chưa bao giờ từ sau cuộc chiến tranh chống Mỹ là có một cái đợt mà đấu tranh ngoại giao mà nó lại giòn giã, nó lại thu được hiệu quả ngay như vậy. Thì các đại sứ của chúng ta tại tất cả các nước, các lãnh đạo của chúng ta đi bất cứ nước nào cũng đều thông tin tình hình và kèm theo những cái bằng chứng rất là rõ ràng cho cả thế giới biết. Trong khi Trung Quốc họ luôn luôn họ nói ngược lại những cái điều gì diễn ra trên thực tế, nhưng mà họ nói thì không ai nghe, không ai tin, vì họ không có bằng chứng, và Trung Quốc trở nên là bị cô lập. Vâng, xin cảm ơn ông.